Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông và đồn biên phòng Sơn Trà, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Sau khi phát động, đại diện các tổ dân phố đã ký cam kết để tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống COVID-19, chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, quyết tâm khống chế, kiểm soát và dập dịch, không để lây lan. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, người ở vùng dịch, người lạ vào địa bàn hoặc người trốn khỏi khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, sẽ báo ngay cho tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương. Đặc biệt không bao che, tiếp tay cho các hành vi nhập cảnh trái phép. Ở vùng dịch, về không khai báo hoặc trốn khỏi khu cách ly, khu vực phong tỏa. Ban tổ chức buổi lễ phát động cũng kêu gọi mọi người dân cài đặt ứng dụng Bluezone nCoV trên điện thoại thông minh, góp phần thực hiện truy vết khi có ca bệnh mới phát sinh. Khi có dấu hiệu sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.